Xin chào các bạn, nếu các bạn chưa đăng ký kênh thì hãy vô cho đăng ký để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ trên kênh. Và mọi người hãy join vào nhóm Telegram để cập nhật những cái video, những cái dự án mà mình đã phân phối token mà mình đã update trong nhóm Telegram cho mọi người cùng biết nhé. Bởi vì trên YouTube mình hiện tại không có thời gian mấy nên mình không thể đăng những cái dự án nó đã cập nhật, những đã phân phối token. Nên anh em tham gia dự án thì mọi người có thể cập nhật vào kênh Telegram ở dưới phần mô tả của mình nhé. Video hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người dự án King Mantrai. Để tham gia dự án này, mọi người sẽ vào link dưới phần mô tả cho mình. Sau đấy mọi người sẽ làm các nhiệm vụ trên Telegram của cho mình nhé. Sau khi vào đây bấm Start cho mình. Ok, sau đấy mọi người nhập mã captcha cho mình nhé. Sai mã captcha. Ok, bây giờ mọi người sẽ làm các nhiệm vụ cho mình. Đầu tiên mọi người join vào nhóm Telegram, kênh Chen New và kênh group Telegram. Rồi quay trở lại. Tiếp theo quay xuống dưới này, mọi người sẽ bấm next cho mình. Ở đây mọi người bấm submit. Rồi ở đây bấm don. Ok, tiếp theo là follow Twitter cho mình. Mọi người bấm theo dõi cho mình nhé. Rồi sau đó bấm quay trở lại. Ở đây cái bài đăng này mọi người sẽ copy. Copy ở đây không cần đúng không? Đây sao? Ở đây mà copy đoạn này cũng được nhá. Hoặc là mà không cần copy thì đây mọi người có thể copy được nhá. Bấm sao chép này. Rồi. Sau đấy mọi người bấm vào bài tweet này. Mọi người sẽ kéo xuống bài đăng này. Đây bài đăng của nó đây. Bấm thích này, retweet này. Mọi người tag 3 người bạn cho mình. Gắn thẻ 3 người bạn cho mình. Ok, sau đấy mọi người gắn hashtag này vào cũng được nhá, mọi người không gắn gắn cũng được nhá. Sau đây bấm tweet lại cho mình. Rồi, bây giờ quay trở lại Telegram. Ở đây mọi người sẽ nhập username tài khoản Twitter của mọi người vào. Bây giờ mọi người quay trở lại Twitter cho mình nhá. Mọi vào Twitter này. Sau đây bấm phần 3 gạch này. Ở đây mọi người sẽ có cái username đây, mọi người copy cho mình. Sau đấy gửi vào đây. Ok, retweet link. Bây giờ quay trở lại Twitter cho mình. Sau đó bấm phần hồ sơ. Tiếp theo kéo xuống dưới này, dưới bài đăng của mọi người đây. Ở đây có cái link retweet và tag 3 người bạn đúng không ạ? Mọi người copy cái link này cho mình, bấm đây, sao chép này. Bấm sao chép liên kết. Ok, sau đấy gửi link vào đây. Rồi, tiếp theo follow kênh Medium và copy profile link kênh Medium của mọi người nhé. Mọi người sẽ mở kênh Medium lên. Ở cái bài đăng này, ở cái kênh Medium này thì mọi người sẽ follow cho mình nhé. Ở đây mạng mình nó hơi yếu, mọi người thông cảm nhé. Mọi người sẽ đợi một lát. Đây, bấm follow cho mình. Rồi sau đó bấm vào 3 gạch này. Sau đây bấm phần avatar này. Bấm vào username này. Sau khi bấm vào username thì mọi người sẽ bấm vào 3 gạch cho mình. Sau đây bấm copy link. Rồi sau đấy gửi profile link kênh Medium vào đây. Ok. Địa chỉ ví mọi người sẽ dùng địa chỉ ví ETH hoặc địa chỉ ví BSC ở trên ví Trust Wallet hoặc là ví MetaMask của mọi người nhé. Đây, địa chỉ ví mọi người copy địa chỉ ví này. Một là địa chỉ ví ETH này, hai địa chỉ ví Binance Smart Chain ở đây. Bấm vào sao chép địa chỉ ví cho mình.
Rồi sau đấy gửi địa chỉ ví vào đây. Sau khi gửi địa chỉ ví thì mọi người sẽ có link rep, mọi người chia sẻ bạn bè người thân. Ngoài sẽ có link rep, mọi người chia sẻ bạn bè người thân kiếm thêm token nhé. Bấm show icon info này. Đây. Với dự án này thì mọi người sẽ ăn chia token đến từ King Mantra Gay nhé. Ok, cảm ơn mọi người xem video. Tạm biệt mọi người. Hẹn mọi người những video dự án tiếp theo.